Xin chào các bạn, thì đa số chúng ta thì đều muốn biết trước tương lai của mình. Và chính vì vậy, nhiều người đã tìm đến các ông thầy bói, các ông thầy la, tức là các ông thầy bói và các ông thầy tướng pháp, tướng số để xem trước cái tương lai của mình, xem lá số của mình. Thì chủ yếu là trên đất nước Việt Nam hiện nay thì rất ít người có cái khả năng mà xem được tướng số một cách chính xác. Chủ yếu là người ta hướng đến các bạn đến cái sự mê tín dị đoan. Và nếu các bạn mà muốn quan tâm đến cái người mà họ khả năng xem tướng số của bạn một cách chính xác nhất, thì theo tôi các bạn lên trên YouTube và các bạn search Tử Vi Lê Công Lạc, các bạn tham gia cuộc học của ông đó. Tôi thấy rằng Tử Vi Lê Công Lạc và Tử Vi Nam Phái cũng rất là tốt, rất là hay và khả năng chính xác là khá cao. Và theo bác Lê Công Lạc nói thì là bác ấy khả năng nói là 10 câu thì trúng cả 9, thế còn 1 câu thì sai, đúng không? Thế là tức là cái xác suất thống kê của nó, khả năng các cái phép, các cái trường hợp chính xác nó lên đến 90%. Theo tôi thì Tử Vi nói chung thì người ta cũng chỉ dám nói đến là cái độ chính xác là đến 70% theo cái ngành xác suất thống kê mà thôi. Nhưng tuy nhiên thì theo tôi cũng có rất nhiều cách để tiếp cận. Tôi cũng là một người nghiên cứu Tử Vi từ hồi lớp 6 các bạn ạ. Vì là cuộc sống tôi hồi bé nó rất là khổ tâm, mặc dù là về vật chất thì không có vấn đề gì, nhưng mà về tâm lý là rất là khổ. Và hồi đấy là mình không chơi với ai, cũng không được bạn bè nó chơi với mình. Thế cho nên là mình cũng là cô quả. Cô quả thì bắt đầu mới tìm đến sách vở, đúng không? Không tìm đến nghiện ngập mà tìm đến sách vở các bạn nhé. Thì mình thấy rằng là trong cái tử vi thì mình muốn biết trước tương lai của mình, liệu rằng hồi đấy mình cứ suy nghĩ rằng liệu rằng là trong tương lai mình có sướng hay không. Mà nếu không sướng thì sống tiếp làm gì, đúng không? Thế cho nên là mình đã tìm đến tử vi và đọc rất nhiều sách tử vi. Và cho đến bây giờ thì mình cũng có một số cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ, đúng không? Tất nhiên là không thể giỏi như bác Lê Công Lạc được, bác là sống bằng nghề tử vi rồi. Và mình chỉ nghiên cứu tử vi với vai trò để tham khảo, để xem là tự xem lá số của mình thôi. Đấy, thế thì một trong những cách mà chúng ta nghiên cứu tử vi mà không cần đi học lớp nào, đó là chúng ta nghiên cứu cái phú tử vi thông thơ. Thì đây là mình đã download ở trên mạng này, là phú tử vi thông thơ, và mình cho vào một cái file Word là 5 trang, có thể là mình sẽ up lên nguyenlamvien.net và webviet.com. tới đây webviet.com thì nó mới lên, chứ còn hiện tại thì chưa lên trang của bạn nhé. Đấy thì 5 trang và sử dụng phong tham New Roman, và chúng tôi chia làm 3 cột và phong chữ cỡ phong chữ là 11. Đấy, và như vậy chúng tôi nén được là hơn 683 câu câu thơ ở trong cái tử vi này, ở trong cái trang file Word này. Đấy, và cái bài phú tử vi thông thơ này thì nói về 12 cung mệnh bằng thơ, đúng không? Và các cái sự kết hợp các sao trong các cung này với nhau. Các bạn lưu ý rằng là chúng ta có hơn 100 sao, đúng không, trong tử vi, và cộng với lượt tuần triệt nữa thì chúng ta có hơn 100, đúng không? Và chúng ta và cái sự mà và mỗi một người mà sinh ra một giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh khác nhau, thì khi an sao xong thì là các sao nó nằm ở vị trí khác nhau. Và mỗi sao, tất nhiên nó có sao chính tinh, sao phụ tinh, đúng không? Nhưng mà mỗi sao mà nằm ở vị trí khác nhau rồi kết hợp với sao khác, nằm một cung khác thì nó có ý nghĩa khác. Thì trong cái tử vi thông thơ này người ta sẽ nói là đến hai thứ. Một là gì? Thứ nhất là về tính cách. Thứ hai là về hình dáng của người đó. Nếu như ở từng cung, đúng không? Khi các sao nó nằm ở từng cung thì cái hình dáng người đó ra sao, cái tính cách người đó như thế nào, cái bệnh tật người đó sẽ như thế nào, và cái gọi là gì nhỉ, cái tương lai họ sẽ làm sao, đúng không? Hiện tại và tương lai, quá khứ, hiện tại, tương lai của người ta như thế nào. Thì ở đây tôi xin trích đọc một số cái đoạn thơ mà nó có gọi là nó nổi bật, đúng không, mà chúng ta thường xuyên gặp phải trong khi mà chúng ta xem lá số của bất kỳ một ai. Trước hết thì nó có 13 phần bạn ạ. Cái phần phú tử vi thông thơ này có 13 phần, trong đó là thứ nhất là phần mệnh viên, tức là cung mệnh này. Thứ hai là phụ mẫu này, cung phụ mẫu. Thứ ba là nói về cung rồi phụ mẫu này, sau đó đến cung gì đây, Điền Trạch à? Không, còn trước cung Điền Trạch nó đến cung khác, phụ mẫu Phúc Đức, sau đó thì đến là Điền Trạch, sau đó đến Quan Lộc,
Tiếp theo là đến tật ách, theo nữa là đến tài bạch cung, thứ tiếp là đến tử tức cung, tiếp nữa là đến thê thiếp cung, sau đó là đến huynh đệ cung, và cuối cùng là phụ đoán cung. Phụ đoán tức là cái phụ đoán nếu mà có một số cái lưu ý, những trường hợp đặc biệt. Thì trước hết là chúng ta sẽ đọc một số cái câu thơ liên quan đến cung mệnh. Ví dụ như là đây nhé, nó có câu này: tử vi thì trọng hậu trung dung hình, thiên phủ tiết hạnh thông minh ôn hòa. Tức là sao tử vi, những người có sao tử vi ở trong cung mệnh ấy thì là hình thức là khoan dung, và người đấy là người sống có hậu, đúng không? Sống gọi là biết trước biết sau. Có sao thiên phủ cung mệnh thì là người thông minh và tính tình ôn hòa, đúng không? Nếu mà hai sao cùng gặp một nhà ấy, thì thiên tư ôn thuận thiệt là tốt ghê. Tức là gọi là gì nhỉ, cung tử phủ, đúng không? Tử phủ mà có đồng cung thì là nó sẽ tạo ra một cái môi trường mà rất là ôn hòa trong gia đình, trong cuộc sống. Đấy, có một số câu tiếp theo nữa, nhưng mà đây tôi lưu ý này, nó có câu là thái âm viên mãn ai bằng, thiên đồng phì mãn, tính hằng ôn lương. Được rồi, tức là sao thái âm đấy thì là cuộc sống rất là viên mãn, nếu có sao thái âm cung mệnh. Và phá liêm to nhỏ khác thường, sát phá liêm tham thì tính tình cương trực, hoặc là cái đường tà gian, tức là nếu mà nó vượng địa thì nó là cương trực, còn nếu mà nó hãm địa thì là kẻ gian ác, đúng không nào? Thiên lương tử hậu dung nhan, tức là vừa có sao thiên lương thì mặt mũi là đẹp, đúng không nào, và phúc hậu, đúng không nào? Sát hình miếu địa khôn ngoan anh hùng, tức là chúng ta có miếu địa là cao nhất, đúng không? Hãm địa này, đúng không? Bình hòa này, rồi đắc địa, miếu địa, vân vân, vượng địa, miếu địa đấy. Thiên lương tử hậu dung nhan, sát hình miếu địa khôn ngoan anh hùng. Nếu mà chúng ta có thất sát này, thiên hình cùng miếu địa mà cùng nhập cung mệnh thì là những người mà thực sự là có tài năng, đúng không nào? Tham lang tính bẩm thung dung, say miền gái đẹp rượu nồng mùi ngon. Tức là tham lang mà vượng địa hoặc là miếu địa, kể cả cung hay miếu, thì đều có khả năng tính toán làm ăn rất là tốt nếu ở cung mệnh nhé. Nhưng mà đều rất là gì, tham gái đẹp. Mà một người mà có sao tham lang cung mệnh cộng với sao liêm trinh cung mệnh thì thường sẽ có nhiều vợ nếu mà đàn ông, còn phụ nữ thì thường là lấy nhiều chồng. Đấy thì là tham lang và liêm trinh của đồng cung. Ở đây có một văn khúc này: kìa như văn khúc văn xương, tư nhan khả ái, thông đường văn chương. Tức là những người có sao văn khúc và văn xương đồng cung mệnh thì chắc chắn là gì, học hành sẽ rất là giỏi, đúng không? Ví dụ như là em gái tôi thì nó rất là giỏi, có cái sao văn xương văn khúc này, đúng không nào? Và bây giờ thì ngày xưa học chuyên ngữ thì là một trong khi chuyển hệ từ lớp 10, 9 lên lớp 10, lớp 10 lên 11, lớp 11 lên lớp 12 ở chuyên ngữ thì đều đứng đầu, và thi tiếng Anh quốc gia thì đạt giải nhất, mà thi vào đầu vào của trường ngoại thương thì đạt đứng đầu, mà đầu ra ngoại thương ấy thì chưa kịp ra đã có người đón đi sang nước ngoài làm việc rồi, rất giỏi. Như vậy là văn xương văn khúc, đúng không nào, là đều cung mệnh đấy. Mà mặt mũi thì cũng được nhé, tư nhan khả ái, thông đường văn chương, tất nhiên là nó cũng không được khả ái lắm, nhưng mà lại để là cũng được, đúng không nào? Cự môn tinh khí thất thường, hề khi xử sự tìm đường đảo điên. Tức là những người có sao cự môn cung mệnh là hay cãi đấy, và hay lật mặt, đúng không nào? Có cái sự không được gọi là tử tế cho lắm nếu mà có sao cự môn ở cung mệnh. Ở đây thì có cái lưu ý gì nữa không? Đây, tuế diêu họa sướng ư lời, tức là những người có thiên diêu và thái tuế ở cung mệnh thì là những người mà cũng là dâm dê đấy, đúng không nào? Là mây mưa ấy thật đào hoa, lông kia đỏ kẻ kỵ đà xấu trông. Tức là những người có sao hóa kỵ và đà la, đúng không nào? Ở cung mệnh thì là những người mà trông thô kệch, cơ thể thô kệch, lại có cái lông mà mặt thì lúc nào nhiều lông nhé, mặt lúc nào cũng đỏ gay gắt. Đấy là những người mà, tức là ở Việt Nam đấy chứ không nói là nước ngoài đâu, ở đây không phải là tóc đỏ nhưng mà mặt đỏ, đúng không? Mây mưa ấy thật đào hoa, tức là những người mà
có sao đào hoa cung mệnh thì khả năng về sinh đẻ này, khả năng về chuyện kia là rất là lớn, rất là ham muốn cái nhục dục, và có khả năng về chuyện đấy rất là tốt, là đào hoa, và trong hình thức cũng rất là xinh đẹp nữa đấy, đào hoa, và thậm chí là gì, đào hoa và hồng loan mà cùng cung mệnh nữa thì thôi rồi, đúng không? Xinh đẹp cao giáo, đúng không? Lại có thiên tướng thì là xinh đẹp cao giáo và khả ái, đúng không? Có khả năng sinh đẻ tốt. Ở đây thì thiên hình đơn thủ đây nha, kìa như nó chẳng hé răng, thiên hình đơn thủ là ở miền mệnh cung. Và lưu ý rằng là những người mà chúng ta không cần xem lá số nhé, những người mà có nói này, nói chỉ có cái răng này, nói mà không mẹ, tức là nói mà không hé răng nhưng mà chỉ mấp môi thôi, ví dụ thế, chả thế, thì là những người mà có thiên hình là cũng mệnh. Mà sao thiên hình này vượng địa hay là hãm địa thì đều đều là nói rằng là con người này là cực kỳ khó chơi, hay ăn người, chơi bẩn, đúng không? Và tính là gì, ví dụ cho đối với gia đình người ta gọi là đối với gia đình thì là đè con đè cháu đè vợ và ăn người đấy, và bẩn tính và không ai chơi được, đúng không? Thì đấy là những người mà có sao thiên hình. Bạn lưu ý nhé, nếu các bạn gặp những người như vậy thì bạn tuyệt đối không chơi. Và những người đấy chắc chắn có sao thiên hình ở cung mệnh thì chân cũng không có lông luôn, và môi thâm xì mà mắt thì trắng dã, đúng không? Là chân thì không có lông, chân ấy, cẳng chân ấy mà không có lông ấy, là không chơi các bạn ạ, không bao giờ chơi những người đó. Mà những người nói rít có cái răng mà nói coi như là ví dụ như từ đồ lên đồ re mi fa lon sol la si đô lại lại nói kiểu đấy, tức là nó rít lên, thì những người đấy là tuyệt đối chúng ta không chơi và không làm ăn được, và cuối đời thì người đấy cũng sống cái đơn độc mà thôi, đúng nào. Thôi thì đấy là cái cung mệnh, đúng không? Chúng ta xem có cái gì hay không nào. Đào hoa mộc dục điểm trang, tức là những người có sao mộc dục thì là những người hay thích tắm rửa và sạch sẽ, đúng không? Lại có sao đào hoa nữa, thì đào hoa và mộc dục cùng trong cung mệnh này thì là những người mà thích trang điểm, và họ cũng là những người rất là dịu dàng, nhẹ nhàng và thông minh đấy, tinh tế, đúng nào. Đó đấy, đại để thế à, thiên đức nguyệt đức khoan hoa. Thôi thôi, những cái này thì nghe khó nói lắm, chúng ta chuyển sang này, chuyển sang cung phụ mẫu. Đây là chúng ta có thể lên mạng và đào lên, đào về, hoặc là tôi sẽ up lên người làm vườn.net và chúng tôi sẽ trang trí thật đẹp, đúng không, để các bạn có thể đọc được. Và nhiều khi là chúng tôi sẽ thêm một số chú giải ở dưới, có nghĩa là như thế nào, đúng không nào, để cho các bạn dễ đọc. Thì bây giờ chúng ta xét đến cung phụ mẫu đi. Đây nhá, âm dương lạc hãm là giường khắc xung, thiên âm và thái dương mà cùng đồng cung phụ mẫu thì là khắc nhau đấy, tức là vợ vợ chồng, tức là bố mẹ mình là khắc nhau, và khắc cả con cái nữa, đúng nào. Hổ tang thái tuế cùng bày, lưu dương lại gặp đoán giày khắc cha, tức là có gọi là gì, có sao tang môn này, thái tuế này, đúng không, bạch hổ này, đồng cung thì nó sẽ là chúng ta sẽ khắc cha, tức là đấy đấy, gặp sao hóa kỵ khiếm hòa, thiên tình tuần triệt mẹ cha mất rồi, tức là trong cung phụ mẫu mà có sao tuần sao triệt cùng đóng ở cung phụ mẫu nhé, mà lại có sao thiên hình kể cả đắc địa hay không đắc địa ở cung phụ mẫu thì bố mẹ mất sớm. Đây đấy là một số, nhưng mà nói chung lại cung phụ mẫu này thì người ta nói ít đây, không không nhiều nhé. Ví dụ như là gì đây, thanh bần ấy phải hóa không, tức là hóa kỵ và không thiên không, mà đóng ở cung phụ mẫu này này thì là bố mẹ là không có tiền đâu, nhà rất là nghèo đấy. Ngược lại thì là nhược bằng lộc mã phú ông ái tày, tức là gọi là gì nhỉ? Lộc tồn và thiên mã mà đóng ở cung này thì là gia đình có rất nhiều điền sản. Hiện nay có cái ông bác ở gần nhà tôi ấy, có 3.000 mét vuông đất, mà 3.000 mét vuông đất này là chia cho hai con, có hai con trai thôi, mỗi ông anh một miếng đất đấy, và bác ấy sống ở một miếng. Thì sau đó bác xây nhà cho thuê xung quanh nhà đây, xung quanh dọc cái đường ngõ 26, ngõ 84 đường Cổ Nhuế đây, thì là hai ông anh thì lại cũng không cần, cũng chưa cần. Một ông thì làm cục thuế Hà Nội, thì giờ nước đổ vách luôn. Một ông thì làm giám đốc một công ty dầu khí rất là giàu,
Đấy, cho nên là cái ông mà bên cạnh nhà tôi là có cái cung này này, cái ông anh trai ấy, và cái ông em trai là có cái cung mà Lộc Tồn và Thiên Mã mà cùng đồng cung Phúc Mẫu này, đấy, rất là mạnh, đúng không? Về cung Phúc Đức thì tại có nhiều cái thứ suy lắm. Phúc Đức ở đây thì là nói về cái việc là chúng ta sống được bao lâu này, có thọ hay không, chủ yếu là như vậy. Và chúng ta sống gần mộ hay là mộ tổ của chúng ta, có thờ nhầm mộ tổ hay không, vân vân, rất nhiều trong này mà tôi đọc ra tôi thấy đau đầu lắm. Nhưng mà nó tóm lại, tôi có thấy một cái này trong cung Phúc Đức này, có một cái câu trong cung Phúc Đức là gì: Vũ tham mà gặp hóa khoa, ấy là đất phát đẻ ra anh hùng. Cự môn lộc lộc tương phùng, đoán rằng phú quý gia phong đời đời. Đấy, tức là gì, có hai câu này rất quan trọng nhé: Vũ khúc và tham lang mà gặp hóa khoa ở cung Phúc Đức thì là những người đấy, là những người mà anh hùng cái thế, ví dụ như bác Võ Nguyên Giáp hay là ông Hồ Chí Minh hay là bác Đỗ Mười, gần là những người đấy chắc chắn, tôi chắc chắn với các bạn là có hai mươi cái sao này: Vũ khúc và tham lang mà gặp hóa khoa ở cung Phúc Đức, và cự môn và lộc tồn thì là cùng ở cung Phúc Đức thì là những người giàu có đời đời. Đấy là chắc chắn rồi. Thì đấy là hai cái mà trong cung Đức mà chúng ta lọc ra nó rất là hay. Còn trong cung Điền Trạch thì sao? Cung Điền Trạch thì người ta có ít câu thơ lắm, nhưng mà ở đây thì có âm dương miếu ấy đa điền, tức là nó có thái âm và thái dương, đúng không? Ở cùng cung Điền Trạch mà lại là miếu điện, thì là đất đai tiền sản là khắp nơi, đúng nào? Tham lang tổ nghiệp phá tan lại thành, tức là sao tham lang mà đóng ở cung Điền Trạch, à cung cung Điền Trạch đúng rồi, thì là bán cho dù cũng phá đi thì cũng lại lấy lại được, đúng không? Tổ nghiệp, cự môn tổ nghiệp tan tành, tức là nếu có sao cự môn ở cung Điền Trạch thì thôi xong, đất đai là bán hết, kể cả bố mẹ bao nhiêu đất đai thì đến khi mình cũng không được hưởng. Được rồi, đấy là cái phần đấy nhá. Không vong tang tú phù tinh vô điền, tức là có sao không vong, có sao tang môn, đúng không nào? Là không, là chúng ta không có đất đai ngay từ bé rồi. Đấy, ở trong cung Điền Trạch. Tức là nó tóm lại là gì? Mỗi một sao, từ khi chúng ta ăn sao ấy thì có hơn 100 sao. Và các cái sao đấy đóng ở các cung nào thì nó lại có ý nghĩa khác. Chứ nó không phải là cái sao đó nó biến đổi về mặt tính chất, đúng không? Ví dụ như cung Điền thì nó lại làm cho cung Điền là nhiều đất hay là ít đất, thì chúng ta cung Điền chúng ta chỉ quan tâm mỗi điều đó thôi mà, nhiều hay ít đất thôi, đúng không? Bố mẹ có đất hay không để lại chúng ta hay không, bố mẹ có đất không để lại chúng ta hay là bố mẹ có đất để lại chúng ta, thì ở trong cung Điền này nó sẽ nói rõ. Hay là ngay từ đầu bố mẹ đã không có đất rồi, đúng không? Hay là gì, chúng ta có đất chúng ta bán đi rồi chúng ta lại mua lại được, đúng không? Gọi là phá đi cũng lại có. Thì đây nó đều nằm trong sao, trong cái cung Điền Trạch, đúng không? Ở cung Quan Lộc, rồi thôi, cái Quan Lộc này thì tôi cũng quan sát thấy rằng là cái cung này tôi cũng không quan tâm lắm, bởi vì thực ra tôi không quan tâm đến cái việc là trở thành quan đúng không? Hay là trở thành cái gì đó làm cho nhà nước, đúng không? Cung Nô Bộc đây: Tử phủ tả hữu âm dương lương đồng, đúng không? Sáu nô bộc đoán tường, sáu là nô bộc đoán tường, đấy là Việt Khôi Tam Hóa tương phùng, Cáo Loan Cơ Mã lại cùng tướng tinh, Quý Quang Xương Khúc cũng lành, Vũ Tinh lại đóng giành giành bản cung. Tức là cái cung này cũng không nhiều nhá, cung này không nhiều câu thơ đâu các bạn ạ, các bạn ạ, nô bộc này này. Nhưng mà có một điều là nếu như mà vợ ở cung Phúc Đức ấy, à cung phu thê mà có cung có thiên diêu ở đóng ở bố ở vợ hoặc chồng có cũng có thiên diêu đóng ở cung Nô Bộc ấy, thì rõ ràng là sẽ có ngoại tình đấy các bạn. Còn cung Nô Bộc có gọi là thiên hình rồi thì tang môn, thì là chắc chắn là trong nhân viên của chúng ta sẽ có người chết, đúng không? Một cái gặp một cái tai nạn đó khi còn làm ở trong công ty đấy. Ở đây là có không kiếp phục binh này,
Rồi, tóm lại là cung nô bộc là bạn bè, đó là nhân viên, đó là người ở trong gia đình, vân vân. Đó là những cái tính cách của cung nô bộc. Thiên di này là cung rất quan trọng, và cung này có khoảng độ một cột gồm khoảng độ 30-40 dòng thơ gì đó. Cái cung thiên di này, cung thiên di là những cái quan hệ của chúng ta đối với những người bên ngoài, đúng không? Nó là rất là rộng. Ngoài cung mệnh thì đấy chỉ là cung thiên di, ngoài cung mệnh và những người xung quanh của chúng ta thì bên ngoài gia đình đó là thiên di, đúng không? Thì các bạn có thể tìm hiểu ở trong cái phần này. Đây này, đây ví dụ như có Vũ Liêm chẳng khá đồng cung, luận này số ấy bần cùng ai qua, tức là có Vũ Húc và Liêm Trinh mà đóng ở cung Thiên Di thì là số bần cùng các bạn. Đấy, như tôi thì có cái sao sao Hoa Cái mà cung Thiên Di thì ra đường mọi người rất là quý thôi, có các cái sao mà giải thần các thứ nó giúp đỡ thì là rõ ràng là chúng ta sẽ không có vấn đề gì khi ra ngoài. Đây, cung thứ 11 là cung Thế Thiếp rất quan trọng nha. Đây, Nhật đồng nhiều vợ mà hiền đấy, tức là thiên đồng. Thiên đồng này, quên sao sao này sao gì nhỉ, Nhật đồng đấy, tức là thiên đồng đấy mà ở cung Thế Thiếp thì là chúng ta sẽ lấy được nhiều vợ đấy. Cung Lộc Tồn và Thiên Mã mà nằm ở cung Thế Thiếp thì cũng có nhiều đến đất đai, tức là nhà vợ có nhiều đất đai đấy. Còn đây, để các bạn có thể nghiên cứu cái cung này. Cung này cũng không nhiều câu thơ lắm, đúng không? Huynh đệ, cung huynh đệ tôi cũng quan tâm lắm. Ở trong cái phụ đoán này thì như thế nào? Đó là luận nữ mệnh này, lại xem trong số đàn bà cần là tử tức cũng là phu cung, gái hiền có phúc có phần, nữ nhân phú quý tấm thân nhờ chồng. Tức là nhiều bạn mà lấy chồng mà không được nhờ chồng, đấy là không phú quý đâu, đấy là cực kỳ khổ luôn đấy. Cho nên các bạn khi mà lấy chồng nha, thì các bạn lưu ý là lấy chồng là những người chồng đó không được nghe lời mẹ, là người hoàn toàn tự lập, đúng không? Không phụ thuộc vào gia đình, nếu không thì các bạn sẽ rất là khổ. Và muốn biết người chồng đó có nhờ mẹ hay không thì chúng ta phải tự xem lá số, các bạn tự xem lá số. Thôi, và tóm lại là chúng ta đã giới thiệu qua. Ui, phần phụ đoán là rất là dài các bạn nhé, phần phụ đoán chiếm mất một trang rưỡi của chúng tôi đấy, một trang rưỡi đấy mà chữ bé thế này thì rất là nhiều. Đó, tức là ở đây là nó có những cái phần phụ đoán này cũng rất quan trọng này. Đây nha, trong phụ đoán là có thiên lương người béo đấy đà, người béo đấy đà này, thiên đồng dư dật rồi mà hiển vinh đấy, tức là trong cung mệnh đấy, hình hỏa mộc áp lôi kinh, phá quân thái tuế tụng đình giáo toa, loạn luân thiên hỷ đào hoa. Tức là nếu mà thiên hỷ đào hoa cung mệnh thì là loạn luân, có cái hướng loạn luân là thế nào chịu. Sát phá nghèo khó có gì, tức là sát phá mà cùng đồng cung mệnh thì là rất nghèo, các bạn lưu ý ấy. Thiên diêu tham kỵ trùng lai, phòng khi sông nước có kỳ chẳng yên, tức là cẩn thận là chết vì lũ lụt, chết vì sông nước đấy. Ok, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu qua về cái phú tử vi thông thơ gồm 683 câu, và các bạn có thể hoàn toàn là tra được cái từ phú tử vi thông thơ này trên internet, và các bạn có thể tự đăng về. Đấy, nhưng mà các bạn chờ được thì chúng tôi sẽ up cái này lên, các bạn có thêm một chút chú giải chỉ người làm vườn trên mạng. Các bạn nếu mà các bạn không thấy là không cần thiết, các bạn có thể tìm trên mạng, đúng không? Và đây là một cách mà đọc tử vi thông thơ là một cách nhanh nhất để chúng ta có thể tiếp cận với tử vi, đúng không? Và hiểu tử vi nhanh nhất. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.